Trời tối thắng bạch: Cúi xin Thế Tôn, con nguyện được nghe. Phật bảo tối thắng: Thiên vương nên biết, các đại Bồ Tát tu học một pháp mà có thể thông đạt tất cả pháp, pháp đó là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu đại Bồ Tát tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa thì có thể thông đạt bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, phương tiện thiện xảo, diệu nguyện, lực trí Ba La Mật Đa. Này thiên vương, thế nào là các đại Bồ Tát tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa thì có thể thông đạt bố thí Ba La Mật Đa? Thiên vương nên biết, nếu đại Bồ Tát tu học Bát Nhã